cùng xem tập 215 và trailer 216. Thuốc này sẽ có tác dụng gây mê lâu dài, thưa bà. Đừng để cô ta tỉnh lại. Cô ta không chỉ xảo quyệt mà còn thông minh. Không nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì. Oh Hun và Kiangi đang tìm kiếm cô ta. Bạn đừng bao giờ lơ là. Con nhớ về những giấc ngủ cùng nhau bên bố và mẹ. Nhưng đây không phải là cách chúng ta bắt đầu khi ngủ cùng nhau. Con chưa buồn ngủ sao? Chỉ một chút thôi à, bố có thể kể chuyện cho con nghe được không? Nhìn Nusa căng thẳng, Kenan lại trêu đùa. Bố sẽ kể câu chuyện mụ phù thủy và hiệp sĩ nhé. Phải chị Nusa không bố? Ừ con. Mụ phù thủy này thật ngọt ngào à? Bố thề là cô ấy ngọt ngào không nói nên lời, gắt gỏng và trên hết là kiêu ngạo. Em thấy đấy nét, bố của em là một chuyên gia về phù thủy. Chúng ta sẽ bắt đầu kể chuyện nhé. Kenan vừa kể chuyện vừa đía trêu chọc Nusa, trông họ thật dí dỏm và hạnh phúc. Được rồi. Đừng sợ. Em muốn anh hứa với em điều này. Anh đừng mạo hiểm bất chấp nha. Là vì gì? Anh nói anh bất chấp mọi thứ để tìm Neva. Hãy hứa với em nhiều hơn nữa, anh phải cẩn thận. Em lo lắng có chuyện gì xảy ra với anh à? Anh nghĩ em sợ không hả? Anh biết rồi, nhưng điều anh nghe là vì điều gì? Cuộc sống của em nhiều nỗi sợ quá rồi à. Anh hứa, mọi thứ sẽ ổn thôi. Em cần phải ngủ. Em không buồn ngủ chút nào. Thật ra, em không thể nào quên được chuyện của Neva. Nếu có gì xấu, họ sẽ làm tổn thương cô ấy. Em cố nhớ gì đó nhưng nó biến mất sau khoảnh khắc em bị đánh. Nếu không thể nhớ thì đừng cố ép. Sẽ tìm thấy Neva trong nay mai thôi. Nhưng em phải lo giữ gìn sức khỏe. Em phải lo cho bản thân mình trước đã. Vấn đề này sẽ kết thúc. Anh đi lấy nước nhé. Mẹ ơi, mẹ đi đâu mà giờ mới về vậy? Mẹ hơi chán nên ra ngoài hít thở. Con cũng biết không khí trong biệt thự vẫn chưa có trật tự. Nói chuyện cũng không có tác dụng. Kiangi biến nơi này thành quán trọ. Không ngày nào không đến. Lệnh phong tỏa nó đưa ra vẫn còn hiệu lực. Nhưng đã đến lúc phải biết chủ căn nhà này là ai. Kết thúc câu chuyện rồi công chúa. Con có thể nói điều này không? Con nghĩ sẽ có một ngày hiệp sĩ giết mụ phù thủy. Bởi vì mụ phù thủy quá tệ. Con không nghĩ chị Nusa là phù thủy. Chị ngọt ngào vậy mà. Anh ấy trông giống hệt bố. Ánh mắt dành cho chị gái Nusa. Trông yêu nhau rất nhiều. Chúc bố và chị ngủ ngon. Con bé làm hai người lớn bối rối, khó ngủ. Tôi không thể như thế này. Được rồi, để vậy đi, không là con bé thức dậy. Nét ngủ trước nên đã dậy trước, giờ đây còn mỗi hai anh chị. Ủa, con bé đâu rồi? Sao bạn lại cười vậy? Người ta nói rằng thiên thần sẽ che chở cho em khi ngủ, nhưng khi họ thức dậy họ sẽ là phù thủy. Nào, bắt đầu thôi, lên chổi. Nếu bạn nói thêm thì cây chổi sẽ bay đến với bạn đó. Anh đưa em đến trường nhé. Cảm ơn chị phù thủy ngọt ngào. Ủa em mới nói gì vậy, phù thủy ngọt ngào sao? Pha thì em ơi, nếu em yêu cuộc sống của mình thì hãy im lặng nhé. Em nói vậy chị có giận em không? Tất nhiên là không rồi bé. Em có thể nói nhưng hai người này thì không nhé. Đừng nhìn tôi thế chứ. Hiệp sĩ dạy cái quái gì không biết. Bạn thật ngọt ngào như vậy sao? Vậy là bạn đang lừa trẻ em rồi. Chào buổi sáng em. Anh không ngủ hả? Anh mệt không? Khi anh nhìn em, mệt mỏi tan biến. Đêm qua em mơ về Neva bị trói. Ai có thể làm việc này chứ? Chúng ta sẽ biết thôi. Nếu ở vị trí của Kiangi, anh cũng vậy, nên anh hiểu sự tức giận đó của anh ta. Nhưng anh ấy không hiểu, nếu đã hiểu anh ấy không thái độ với anh như vậy. Em sai rồi, anh biết ít nhiều về anh ta. Vì người đàn ông đó lạnh lùng, ánh mắt xa xăm đáng sợ vậy thôi. Nhưng họ vẫn sai, em thấy vậy. Anh nghĩ họ không làm nó. Anh hơi giống anh chàng đó. Vì khi anh trong hoàn cảnh tương tự, khao khát tìm kiếm cũng giống vậy. Mọi chuyện bây giờ phức tạp quá, chúng ta sẽ vượt qua một cách cẩn thận. Em chỉ cần ở gần anh là đủ, việc còn lại anh sẽ xử lý. Bố đi mua thuốc nha con gái, 2 phút nữa bố sẽ về. Ra đây đi đồ hèn nhát. Khi vào ngôi nhà này, bạn hãy chú ý giọng điệu của mình. Đây là tất cả những gì bạn làm à, nhìn đi. Hãy bản lĩnh đối mặt với tôi. Ý bạn là tôi nên rời khỏi đất nước trong vòng 3 ngày sao? Tôi ở trước mặt bạn đây. Cho tôi biết tại sao. Những âm thanh này là chuyện gì? Ai đang la hết vậy? Là Kiangi à. Đã theo đúng kế hoạch. Bây giờ anh ta phải nhận ra mình cần rời khỏi địa ngục. Vụ bắt cóc Neva, tôi không liên quan đến tin nhắn mà bạn nhận được. Vì vậy nên cân nhắc từng lời nói. Bạn nói dối. Bạn tức giận vì em gái của bạn mất tích, tôi hiểu. Nhưng bạn hướng sự tức giận không đúng hướng. Tôi là kẻ thù của bạn, nhưng trong vấn đề này, tôi có lẽ là người đồng minh duy nhất của bạn. Tôi muốn chúng ta cần bình tĩnh, tôi cần tự tìm Neva theo phương pháp của tôi.
sẽ tìm ra cô ấy càng sớm càng tốt. Đủ rồi, dối trá. Đây là danh sách nơi thử váy. Không có ai đáng nghi ngờ. Đã thẩm vấn trên hồ sơ điện thoại nhưng cũng không có tình huống nào đáng nghi ngờ. Chúng ta sẽ không bị đánh bại. Neva đang ở rất gần, chúng ta hãy khoanh vùng bạn bè của cô ấy. Hãy chú ý, có thể đó là người có ác cảm. Dường như mục tiêu hướng đến Kiangi. Kiangi đã đến sao? Anh ta không tấn công ai nhưng anh ta rất tức giận. Những kẻ bắt cóc đã gửi tin nhắn yêu cầu anh ấy rời khỏi đất nước, nếu không thì quên Neva đi. Anh ta sẽ đi chứ? Con không biết. Nếu anh ta đi, phước lành có lẽ sẽ đến với anh ta. Ông Kenan, tôi đến từ dịch vụ xã hội. Đây là nhà và cũng là văn phòng của chúng tôi. Bố ơi! Sao vậy con gái? Con bị sốt hơn rồi. Bé bị bệnh sao? Vâng, tôi đi mua thuốc về thì gặp bạn. Để tôi cho con bé uống thuốc đã nhé. Vợ của bạn không có nhà sao? Con gái bị bệnh và con bé ở nhà một mình sao? Tôi đây, tôi đang chuẩn bị nước làm hạ sốt cho bé. Nghĩ mãi không ra, Ohun chợt nhớ các câu nói và hành vi của mẹ mình rất liên quan tới vụ bắt cóc. Mẹ ơi, mẹ đã cho họ một khoảng thời gian là 3 ngày sao? Có chuyện gì thế nhỉ? Ai là chủ nhà, ai là khách thì sẽ biết thôi. Ohun, chuyện gì vậy? Mẹ hạ thấp Demiran vậy, mẹ luôn giải quyết mọi việc theo cách như vậy hả? Với cha của con, tới Ali, rồi giờ tới Neva sao? Neva ở đâu rồi? Keller 216. Mẹ đã thêm một sai lầm vào tất cả sai lầm đã làm. Anh không để em rời khỏi đây một giây phút nào. Em gái của tôi là do mẹ của bạn, Ohun Demiran. Tusa và Kenan phải đóng vai cặp đôi hạnh phúc bên con gái trước mặt nhân viên xã hội. Chuyện gì xảy ra vậy? Kiangi và Ohun tức nước vỡ bờ khi họ đến chỗ Neva sao? Cùng đón xem tập tiếp theo nhé mọi người.